Bị bao lâu rồi? Bị lên thương lên rồi, thiếu hóa. Rồi bây giờ nó chèn chúng ta cái chân luôn. Ừ. Để đi rất là khó chứ. Giờ đi thử được. Đi bên niễn bên. Để đi niễn bên, thấy rồi, niễn qua bên bên nào ta? Bên phải, đúng rồi. Mỗi người nhìn cho kỹ nha, rồi đi nhanh lên. Chạy được không? Chạy đau lắm. À, rồi, thôi, đừng ngồi xuống đi. Chạy đâu lên? Thằng Gia Lai vậy? Gia Lai xuống thường trăm cây số nữa. Ừ. Rồi á thì thực ra mà học mà cho mà bắt đầu nhìn ăn chưa? Nhìn sao? Nhìn sáng. Nhìn rồi. Rồi. Rồi hút không khí được sáng luôn. Rồi được rồi, giỏi. Ok. Nữ làm phía tay với ba kíp ăn một được đủ rồi. Rồi đi ra sao này đó, đổ qua kia. Ở đây gì này bị mông bên nào phải. Rồi cho qua ngồi ghế kia đi, ngồi ghế kia lại để coi cho chị này cái. Đó được rồi, nằm thẳng ra. Nhìn thẳng ra, thẳng người thẳng ra. Đó rồi, giữ đi, bật đi. Dạ, bật một chút đi. Rồi, giữ qua kia. Ủa trời ơi. Rồi, nằm sấp. Quay ra đầu vô kia. Rồi. Rồi úp mặt vô đó. Rồi xuôi hai tay xuống. Rồi xuôi hai tay xuống. Rồi em lên làm thử coi được. Anh nói đập lên. Tập làm chứ. Vô đi thực hành. Rồi đứng lên. Rồi. Chân đứng. Hay vậy. Rồi. Dùng cả là người luôn. Dầu xuống. Anh đánh ra, đánh ra. Rồi bắn xuống. Đó là những ăn người của hơi nặng. Hơi nhẹ hay vô quên. Rồi xuống đi em. Phan, rồi ông lên làm thử coi. Rồi xuống luôn. Xuống. Làm lại. Dinh này nha. Nhà dinh cái tay nha, cái thế xuống thì nó được rung lại được cuộc sống được. Nhìn đây nè. Đây. Đánh ra để cho nó làm nè, dinh nè. Thấy chưa? Phải đưa lên xuống đẩy như nè. Đó thấy chưa? Thì nó mới vô cái xương được. Đó thấy không? Đấy. Rồi. Đó, ép đi. Mà khi nào mà mình ép cái chân mà được như vậy á, là bà này mới đi được rồi. Thấy chưa? Thức dậy. Ngồi dậy, quỳ ở đây, nhìn mặt vô cái này. Rồi. Đi gói. Ráng tập luyện mấy cái đó. Rồi. Đóng cho em đi cửa. Xui hai chân xuống. Đóng cho em đi cửa. Rồi. Rồi. Ép làm thử cái kia này được biết làm không? Rồi. Chưa làm được hả? Rồi, vô đi. Phải luyện cho đó nha. Nhìn nè. Rồi, nằm bên đây. Rồi, quý mặt qua đây. Đuôi ra qua đây chút chút. Đó, đúng rồi. Đánh nó như vậy.
Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186-688 hoặc 0983-581-652.